bà à? Đây là do bà xi măng à? Lớp bà chứ không phải là lớp kia tách lớp, nó kiểu khác. Tách lớp xi măng, tách lớp gì? Tách lớp xi măng nó không dai bằng cái này. Xem sát rồi, dí sát rồi. Nó chỉ có một lớp ở trên à? Xem nào. Không, nó sẽ khá là dày nhưng mà đây là kiểu EOC trộn với xi măng. Trộn nhiều quá ấy, xi măng quá ấy. Trộn hết nó rơi xuống dưới đấy đúng không? Ừ. Xi măng này nó xuống dưới không phải là xuống cả xuống dưới mà nó cái độ liên kết của nó thấp, nó ít, nó ít keo mà nó nhiều xi măng ấy. Nghề này mà làm bảo rồi, nghề này làm gớm á. Nghề này làm mài đi mệt lắm. Sao được cái này? Phải đổ bê tông lại thôi chứ còn cạo đi. Em chú là đàn nó cũng ngang này. Chú là ngang.